Kính chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn cảnh báo về tình trạng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phần cuối là phóng sự phản ánh công tác đấu tranh triệt xóa với các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội trên toàn tỉnh, góp phần làm trong sạch địa bàn của lực lượng công an. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Tuấn Kiệt, sinh năm 1988, ngụ khóm Trà Khứa, phường 8, thành phố Bạc Liêu về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào khoảng tháng 5 năm 2020, Công an thành phố Bạc Liêu nhận được tin báo của bà T về việc bị mất trộm một lượng vàng SJC, một chiếc bông tai bằng vàng, tổng trị giá tài sản trên 50 triệu đồng. Sau khi điều tra xác minh, lực lượng công an phát hiện Lâm Tuấn Kiệt là cháu của bà T có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Được biết, Lâm Tuấn Kiệt từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 2 năm 2020. 4 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại một quán giải khác trên địa bàn xã Châu Hưng Nga, huyện Vĩnh Lợi vừa bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Qua tin báo của quần chúng nhân dân, Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Lợi bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bài ăn tiền tại một quán giải khác trên địa bàn ấp Trà Băng 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Trần Trúc Ly, sinh năm 1978, Trần Trung Sang, sinh năm 1969, Hà Giang Tống, sinh năm 1958, cùng ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, và Nguyễn Thị Nghiêm, sinh năm 1965, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ bài tay đã qua sử dụng, số tiền gần 7 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Trong quá trình ngăn cản em ruột đánh nhau, một người đàn ông đã ra tay sát hại chính em ruột của mình. Đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 6, thấy em ruột của mình xảy ra cự cãi với bạn nhậu, đối tượng Võ Văn Phản, sinh năm 1988, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, đã ra can ngăn dẫn đến hai anh em xô xát. Do không kiềm chế được bản thân, đối tượng Phản đã dùng khúc cây đánh liên tiếp vào đầu, làm người em tử vong tại chỗ. Sau đó, đến 23 giờ cùng ngày, đối tượng Võ Văn Phản đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, một số đối tượng tự xưng là cán bộ ngành công an có thể giải quyết nhiều thủ tục như tranh chấp đất đai, chuyển chỗ giam giữ cho các can phạm nhân, nắm thông tin việc lắp đặt các trụ sở tổng đài, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Nhẹ dạ cả tin mà một số người dân cũng đã trở thành bị hại của các đối tượng này. Phản ánh của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Khi đang là phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Chí Huân, sinh năm 1997, ở chung buồng giam với phạm nhân T. Khi biết người này có ý định xin chuyển chỗ giam giữ, đối tượng Huân đã hứa sẽ giúp đỡ. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyễn Chí Huân trở về địa phương, bàn bạc với đối tượng Tạ Đức Anh ở cùng địa phương để liên hệ với người nhà của phạm nhân T. Huân tự nhận mình là cán bộ công an và yêu cầu gia đình đưa 5 triệu đồng để Huân chuyển chỗ giam giữ cho phạm nhân T. Khi đang nhận tiền của gia đình phạm nhân T, thì Nguyễn Chí Huân và Tạ Đức Anh bị lực lượng công an bắt giữ. Về số điện thoại người nhà kêu về lo giùm về huyện Hồng Dân mình chấp hành án, nên 3 ngày sau được chạy tạm giam tỉnh thả ra, rồi về dùng số điện thoại đó liên lạc với người nhà nói là làm cán bộ ở trên tỉnh có thể lo lót về đây được, mức giá là 5 triệu, nhưng mà thực chất là lấy được 2 triệu rồi cắt đứt liên lạc luôn. Còn tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, nhiều người dân cũng đã phải lâm vào cảnh tiền mất tật mang khi tin vào một đối tượng tự xưng là cán bộ ngành công an. Đó là Trần Chí Hải, sinh năm 1996, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trần Chí Hải lên mạng xã hội và tự nhận mình đang công tác tại công an tỉnh Cà Mau, cấp bậc thượng úy. Đồng thời, Hải còn cho rằng mình có quen một người bạn làm ở ngành địa chính tỉnh Bạc Liêu, có thể giải quyết cái tranh chấp đất đai, lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và nắm thông tin nhà mạng Viettel sẽ thuê đất của người dân để lắp đặt trụ tổng đài, nên yêu cầu người dân đóng tiền làm hợp đồng. Để tạo thêm lòng tin cho người dân, sau khi nhận tiền, Trần Chí Hải còn xuất các loại phiếu thu phiếu chi có đầy đủ chữ ký để hoàn trả cho người dân. Thực chất, tất cả các loại phiếu thu phiếu chi này đều là giả và do Hải tự ký tên. Đầu tiên em quen là khoảng giữa tháng 9, em nói với em quen qua mạng Zalo. Em nói bạn gái em là làm thượng úy, làm cảnh sát hình sự công an tỉnh Cà Mau.
Khi do đó người dân tin tưởng á, khi rút nhận tiền á thì bị cũng nói là số tiền nên hãy đưa cho tôi, thì khi mà số tiền thì khi mà mất mát hay thiệt thòi đó mà không làm được thì tôi sẽ chịu nhiều số tiền này. Thì khi tôi nói là có rất nhiều người chứng kiến. Thực tế cho thấy, ngoài những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này, thì một số ít người dân vẫn còn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng trở thành bị hại cho các đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ trước đến giờ thì danh tin công an, tất nhiên là lực lượng công an trong quá trình hoạt động thì tạo ra được cái niềm tin của công an đối với nhân dân. Nhưng mà đối với đối tượng này thì nó lợi dụng việc đó, mà dân chúng mình thì mất cảnh giác. Có nghĩa là chỉ nghe thôi, nghe suông thôi. Cái giấy tờ là lai lịch nhân thân ảnh thì có nghĩa là không rõ được nghe. Thì vì cái lợi, cái hám lợi của mình ở lĩnh vực này nọ thì hoạt động cũng nhờ, cho nên bị nó lừa. Chưa có gì để tin thì khoan hãy dội tin, mà phải báo liên hệ cơ quan công an nó gần nhất để nhờ thẩm tra cái nó. Có anh đó anh xưng công an đến đây quen biết với thôi con gái tôi hay gì đi, hoặc là ảnh đang ảnh nói làm cái đề án chương trình gì đó, thì mình phải thẩm tra ngay cái lai lịch nhân thân anh này có đúng rồi không ai không, để mà kịp thời ngăn chặn những hành vi. Nếu là đối tượng xấu thì là kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả xảy ra cho dân chúng mình. Trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng như hiện nay, mọi người dân cần nâng cao cảnh giác, cần có sự kiểm tra đối chiếu thông tin kỹ lưỡng, tránh trở thành miếng mồi ngon cho các đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, mất an ninh trật tự của địa phương. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về những hệ lụy của tệ nạn xã hội, song tình trạng người dân lao vào những canh bạc đỏ đen như đá gà, đánh bài, số đề ngày càng có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an các cấp đã phát hiện triệt xóa 377 vụ tệ nạn xã hội liên quan gần 1.500 đối tượng. Điều đáng nói, thời gian gần đây, các đối tượng tham gia tệ nạn xã hội, nhất là đánh bạc các hình thức, được các đối tượng tổ chức tinh vi, gồm nhiều thành phần tham gia, có cả trong và ngoài địa phương. Số đối tượng này lợi dụng địa bàn giáp ranh hoặc địa hình vùng nông thôn, sông nước, có phân công người cảnh giới để nhanh chóng tẩu tán tang vật khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Tình hình tệ nạn xã hội thì có lúc, có nơi còn diễn biến rất phức tạp. Thì đánh giá được cái tình hình thực trạng đó thì Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ công tác của lực lượng công an. Thứ hai là tập trung vào vấn đề là phát huy vai trò của người đứng đầu trong vấn đề giải quyết vấn đề tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với Giám đốc Công an tỉnh trong vấn đề không phát hiện để tình trạng tệ nạn xã hội kéo dài phức tạp. Cái thứ ba nữa là chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã phát huy vai trò nòng cốt, công an chính quy để làm công tác là tuyên truyền, rồi là phát hiện, xử lý kịp thời ngay tại cơ sở, tránh để những vụ việc kéo dài phức tạp xảy ra. Vấn đề thứ tư là đặc biệt là lực lượng cảnh sát hình sự các cấp đã giữ vai trò nòng cốt, rà soát, thực hiện tốt các mặt công tác, trong đó có kế hoạch là phân loại cụ thể là các đơn vị, các ngành nào để quản lý. Rồi qua đó từng đơn vị, từng cấp có kế hoạch cụ thể để phòng ngừa và đấu tranh xử lý triệt để. Vấn đề thứ năm là công tác trao đổi thông tin giữa các cái lực lượng này là được kịp thời và chặt chẽ. Từ đó thì cái biện pháp phòng ngừa đấu tranh mang lại cái kết quả cao. Thì từ những cái biện pháp cơ bản đó thì công an tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là tình hình trật tự đã được kéo giảm. Trong đó là đặc biệt là chúng tôi đã bắt xử được nhiều vụ tệ nạn xã hội phức tạp. Điển hình vào khoảng đầu tháng 2, một điểm đá gà ăn tiền có quy mô lớn được các đối tượng tổ chức tại cánh đồng nằm sâu trong ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt quả tang 12 đối tượng, thu giữ 4 con gà đá, 14 điện thoại di động và số tiền hơn 30 triệu đồng. Hay vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, qua tin báo của quần chúng nhân dân, cảnh sát hình sự công an huyện Hồng Dân bố trí lực lượng bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại một quán cà phê trên địa bàn ấp Ninh Phước, xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân. Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng, 16 điện thoại di động, số tiền gần 50 triệu đồng. Để đấu tranh xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với số đối tượng tham gia tệ nạn xã hội, cơ quan công an còn tăng cường công tác truy tố, xét xử đối với số đối tượng này.
Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Vĩnh Lợi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hứa Giang On, sinh năm 1964, ngụ ấp Thạnh Hưng 1, xã Vĩnh Hưng, quận Vĩnh Lợi về hành vi tổ chức đánh bạc. Được biết, đối tượng Hứa Thanh On đã nhiều lần tổ chức cho các con bạc ở địa phương tham gia lắc bầu cua ăn tiền, bị lực lượng công an xử phạt hành chính nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Địa bàn Vĩnh Lợi thì là địa bàn thần nông, nói chung là tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên nó ảnh hưởng là địa bàn chấp ganh, đặc biệt là cái Sóc Trăng và thành phố Bạc Liêu, địa bàn của mình. Do đó là các đối tượng bên ngoài lợi dụng địa bàn chấp ganh nó tổ chức hoạt động cái tệ nạn xã hội, đặc biệt là đá gà. Với cái chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh cũng như là kiên quyết đấu tranh của công an Vĩnh Lợi, ở trong 6 tháng đầu năm thì công an Vĩnh Lợi tập trung triệt xóa, làm sao làm đầu ổn định tình hình địa bàn, nhất là đối với tệ nạn đá gà. Thì qua kết quả 6 tháng đầu năm thì công an Vĩnh Lợi triệt phá 31 vụ liên quan đến 164 đối tượng, xử phạt bằng các hình thức, trong đó khởi tố có, xử phạt hành chính có, góp phần làm ổn định tình hình địa bàn. Bên cạnh công tác đấu tranh triệt xóa và tăng cường xử lý đối tượng tham gia tệ nạn xã hội như cờ bạc, đá gà, lực lượng chức năng còn tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung đánh mạnh đánh trúng các điểm tụ điểm thường xuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là số đối tượng cộm cán có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Điển hình vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ Phạm Giang Hiền, sinh năm 1987, ngụ xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, khi đối tượng này đang vận chuyển gần 300 gram methamphetamine từ Vĩnh Long về Bạc Liêu để tiêu thụ. Qua quá trình điều tra, hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Giang Hiền về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, mời, gọi hỏi và tiến hành xét nghiệm hơn 840 lượt người có biểu hiện nghi vấn. Qua đó phát hiện trên 600 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, tiến hành lập hồ sơ đưa 99 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Triển khai đồng bộ quyết liệt các cái biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, rồi đấu tranh và triệt phá các cái điểm tụ điểm, các cái đường dây tàn trữ, rồi mua bán, vận chuyển, rồi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Song song đó thì chúng ta phải làm tốt cái công tác phối kết hợp với các cái cơ quan chuyên trách về phòng chống ma túy như là bộ đội biên phòng, rồi hải quan, rồi cảnh sát biển về phòng chống ma túy trên biển để ngăn chặn cái nguồn ma túy thẩm lậu vào tỉnh ta qua cái đường biển. Rồi là phối kết hợp với các cái ban ngành đoàn thể, mà đặc biệt là đối với cấp xã, để chúng ta rà soát thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý. Thì cũng song song bên cạnh đó thì chúng ta phải làm tốt cái công tác quản lý sau cai bằng nhiều cái biện pháp giải pháp, nhất là tìm cái việc làm, rồi giới thiệu cho họ có việc làm để họ có cuộc sống ổn định để từ bỏ hẳn về ma túy. Có thể thấy, các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm đã ngày một len lỏi vào đời sống xã hội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Do đó, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, còn cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa, từng bước kéo giảm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.